Hello mọi người, tôi là Vinh. Hôm nay là ngày 14 tháng 4 năm 2018. Rất lâu rồi mình mới làm một cái video shop tour để chúng ta có thể xem tất cả những sản phẩm đang tại shop Thích Là Mộc. Dạo này thì mình về rất là nhiều sản phẩm mà mình hơi bận nên không có thời gian để làm cái video này, và chủ yếu làm những cái video để giới thiệu những cái sản phẩm cận từng sản phẩm đơn. Thì mọi người sẽ theo dõi chúng ta sẽ thấy. Thì nói chung là giờ đồ nhiều quá nên là mình đã cất hết tất cả các máy rồi, chủ yếu là sale phụ kiện. Còn nếu chúng ta muốn mua máy thì chúng ta thường là mọi người sẽ có cái nhu cầu trước rồi chúng ta đến chúng ta mua. Trên cái bảng này thì mọi người thấy mình treo rất là nhiều sản phẩm, khu vực máy hơi, khu vực mỏ lết, kiềm chết, cưa. Nói chung là đồ dùng cho ngành ô tô, sửa xe, rồi cơ khí, rồi làm vườn, vân vân. Thì đây là nơi treo những cái súng bắn đinh của hãng Abbas. Đây là hàng chất lượng rất là tốt. Súng bắn đinh U, súng đinh F, 3 phân, 5 phân. Những cái dòi hơi xịt vệ sinh. Chúng ta thấy đủ hết của hãng Cooper. Này nọ rồi, đây là những cái cưa lá cầm tay chất lượng tốt của hãng Crossman. Phải, của hãng Stanley Aquin. Ở đây là những cái kìm Đây là những cái cưa sắt, khung cưa sắt của hãng Aquin Stanley. Đây là những cái bộ dụng cụ vệ sinh lồng của những cái trong xe hơi, xe máy đó. Nó có những cái lồng bên trong đó, người ta sẽ dùng cái này người ta vệ sinh. Đây là những cái kìm kéo cắt. Đây là những cái khung cưa, những cái đầu bấm của hãng Stanley. Những cái mẫu kìm kẹp chết. Hầu như của tất cả các kiểu ở đây. Đây là những cái cây bấm, súng bấm Trivet, cạo ống nước của hãng Crossman hai size, dụng cụ kiểm tra hơi, dòi thô phun sơn, súng phun sơn, rồi dòi xịt hơi, những cái đầu chuyển hơi của tự động, hàng chất lượng cao. Đây là súng, đây là cái dòi bơm xe. Người thấy ở đây thì có rất là nhiều vít của Unica. Ngày hôm nay thì bán gần 100 hộp, 100 hộp trong vòng một ngày. Thì mọi người biết cái độ hot của nó. Đây là khu vực giữa, thì ở đây có một cái cưa bàn mình đang thanh lý. Cái cưa bàn này là hồi xưa mình nhập về, nhưng mà nó bị bể cái thùng và mình mới nhập một cái thùng về để mình thay cái thùng, và mình đang giá rất là tốt, giá là 4,5 triệu. Đây là cái này gọi là cái bộ ghế làm việc của hãng Blacktrekker, có thể gấp được, sắp được rất là gọn gàng. Đây là cái cưa sắt AGB, cưa này cũng đang rất hot, cưa lưỡi hợp kim, không cần không phải cưa đá, cái rất là ngọt, giá hơi cao nhưng mà chất lượng thì khỏi chê. AGB là chuẩn xuất Đức. Đây là những cái thước thủy của Solar. Khu vực trưng bày những cái máy, nói chung một số máy ở đây. Ở đây nó cái gì máy gì hầu như đều có hết. Mọi người cần yêu cầu nhớ yêu cầu trước, gọi điện trước. Bên khu vực này thì mình trưng bày búa, đục, những cái túi công cụ cưa, kéo cắt tôn, kìm mỏ quạ, lưỡi cưa, vân vân. Chúng ta sẽ đi vô khu vực này. Ở đây mọi người thấy mình trưng bày khu vực này, khu vực lưỡi cắt, gồm có lưỡi cắt gỗ, lưỡi cắt sắt, nhám mài và lưỡi bào, lưỡi cưa lọng, lưỡi cưa kiếm. Đây có đủ hết. Ở đây có lưỡi cưa lọng của hãng Fuya, lưỡi cưa lọng mà cưa cho gỗ, cho sắt và cho nhựa luôn. Hàng đó mới về mình chưa có review. Đây là khu vực da rọc giấy của cái hãng Aquin, Onfa, Shari, KDS. Đó những thương hiệu nổi tiếng không? Chất lượng thì khỏi chê rồi, có Stanley nữa. Đây là lưỡi lưỡi dao thay, đây là
Đó. Đây là khu vực để thước, thước các loại thước kéo, các loại thước đo cơ khí, những cái dụng cụ ráy gió tự động, đầu ráy gió bông tu tự động của Nhật, những cái kính kỹ thuật, dưỡng đo, rồi thước cặp, thước vuông, thước lấy góc, thước đo ngoài, thước đo trong, compa, thước gạch, đó, rồi đo khe, đo góc mũi khoan, đo bước răng, rồi thước lá, đó. Dưới này là thước ke, đây là thước ke, và dưới cùng dưới đây là những cái mũi tiện, ổ mũi bàn ren taro trong ngoài. Đây là những cái cây thước thủy của hãng Solar, hãng Shinwa, hãng Akita, chất lượng rất là tốt ha. Nếu mọi người muốn mua đồ tốt thì cứ đến Thế Làm Mộc, đảm bảo mọi người đồ ở đây là đồ chất lượng. Đây là lưỡi cưa, đây là khu vực điện tử, vít điện tử các loại của các hãng như Console, Fuya, Fancom, Futuro, Anex. Đây là những cái kèm thuốc dây điện, vít thử điện, 4 loại, kêu Champion, Total, Fuya, Stanley. Đây là những cái đầu kẹp cốt, loại lớn, loại nhỏ. Đây là cái đầu kẹp dây mạng, người ta hay hỏi nè, giá 921 nè. Đây là khu vực kìm, tất cả các loại kìm, kìm mỏ nhọn, kìm cắt, kìm tuốt, kìm mở phe. Đây là vít, dưới này là vít, rất là nhiều loại vít ở đây, vít cách điện, vít vít cộng, vít trừ, rồi nguyên bộ. Đây kìm, kìm điện đó, tất cả các loại kìm, kìm của hãng Kiba, Fuya, Sherry, World Power, Stanley, Irwin. Đây là kìm cộng lực, mỏ lết, mỏ lết của Fuya. Đây là kéo cắt kỹ thuật điện, những cái kìm cắt. Đây, kìm cắt bằng. Đây là những cái kìm mở phe của hãng Stanley. Đây là của hãng World Power. Đây là những cái kìm điện thông dụng của hãng Stanley. Đây là khu vực vẫn còn kìm, mở lớp. Đây là tua vít. Rất là nhiều tua vít ở đây, như tua vít của hãng Fuya, Sunflash. Đây là khu vực cảo kẹp. Cho mọi người coi phía trên. Đó. Nhiều người hay thắc mắc là shop nhìn nó rộng mà lớn tới nhỏ. Lý do là tại vì mình quay phim lên thì cái gì nó cũng rộng hết á. Đây là khu vực để mũi khoan. Như ở đây là mũi khoan tường của hãng Unica, bên dưới là của hãng Abet. Toàn là mũi khoan chất lượng tốt ha. Ở đây là khu vực mũi khoan Onishi, Style, mũi khoan gỗ, mũi khoan sắt. Đây cũng là mũi khoan của Style, mũi khoan Style. Đó, mũi khoan của hãng Evelio. Đây là khu vực để những cái đồ gọt chỉ của Style, mũi khoan sắt. Ở dưới đây thì có những cái mỏ lết. Ở đây là mũi khoan Irwin, mũi khoan đuôi cá. Đây là khu vực để đồ cơ khí cho anh em sửa xe. Như đây là những cái đầu khẩu, đầu 1 phần 2, đầu 3 phần 8. Bên đây nữa, đầu ngắn, đầu dài.
Đây là cái khóa mở, khóa hai đầu tròn, cần lực. Rồi khóa đầu, hai đầu khác nhau. Rồi ở dưới này thì có khóa một đầu tròn, một đầu khóa tự động một chiều, hai chiều. Dưới những cái bàn này thì sẽ để mình sẽ để trưng bày rất là nhiều như dây nhám, mũi vít, thước. Đây là những cái bộ bộ công cụ mở ốc của hãng Shizuke. Đây là đá mài, đục, vít. Đây là khu vực để những cái khóa hai đầu của hãng Tone. Đó, nhìn rồi chất lượng khỏi nói rồi, nhìn là ghiền. Đây là những cái đầu chuyển, đầu bắt vít, rồi đá mài, rồi những cái này là những cái nại nhựa. Đây là những cái đầu vít, đầu chuyển từ 1/2, 1/4 sang 1/2, 1/4 sang 3/8, đầu chuyển từ đầu bắt vít sang mũi khoan. Đó. Đây là những cái đầu nói, đầu chuyển hướng, chuyển hướng góc vuông. Đó. Đây là những cái đầu nói dài, đầu nói dài của hãng Sunflap với hãng Starm. Những cái cần tê và những cái cần tê đục giác. Đây là khu vực để những cái vít đục giác. Thì đây là khu vực đây đục giác Age, các loại đục giác console, đục giác Wolfer, West Stanley, Wise, những cái cần nói cho cây đục giác. Dưới này thì có Erwin. Đó. Còn đây là vít, vít của hãng Sunflash. Dưới này thì có vít của TTB, đầu khóa T. Đây là những con lục giác chất lượng cao, giá rẻ của hãng Age bán lẻ. Đó. Dưới này là những cái túi đựng. Đó. Cho mọi người thêm coi thêm một cái chỗ nữa. Đây là khu vực để sơn. Sơn Protego. Đây là Wood Filler. Sơn Top One. Sơn Protego. Keo. Cái sản phẩm của Brunox. Hai cây hước đo điện âm tường. Dò được kim loại rồi này nọ. Đó. Ok, nếu mọi người muốn mua những sản phẩm này đến cửa hàng địa chỉ 257/5 Lý Thường Kiệt, phường 15, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Số điện thoại liên hệ là 0236710797. Thời gian làm việc từ 9 giờ sáng đến 18 giờ hàng ngày, từ thứ hai đến thứ bảy. Hôm nay là thứ bảy rồi, ngày mai là chủ nhật rồi, bên shop mình nghỉ. Nên là những anh em nào có cái clip này ngày mai thì muốn tới cửa hàng thì đợi qua thứ hai nha, tại vì tuần này mình sẽ nghỉ ngày chủ nhật. Ok, xin chào mọi người, tôi là Vinh.